Đây, hôm qua say quá, lúc về không nhớ lắm. Hình như bác Thúy bảo trưa nay hai mẹ con sang bên đấy đấy. Dọn dẹp nhanh rồi đi đi. Sang làm gì hả bố? Làm sao mà tao biết được. Hôm qua chánh choáng quá, tao chỉ nhớ mang máng thôi. Thôi đi sang đi, không bác lại trách mẹ con mình đấy nhá. Vâng, mình đi thôi mẹ. Sao hai mẹ con lại rồng rắn sang đây thế này? Lại vay tiền hả? Thế không phải bác nhắn với chồng em bảo hai mẹ con em hôm nay sang đây có việc ạ? Nhắn bao giờ? Gớm mà nó cứ say xỉn cả ngày ý, có tỉnh lúc nào đâu mà nói. Thôi chết rồi. Mẹ con mình bị lừa rồi. Đi về nhanh lên. Em về đấy bác ạ. Ông Cẩm, ông Cẩm ơi, ông Cẩm. Vay từng ấy tiền, không phải là tôi không có. Nhưng nói thật nhé, cho một người mà không biết làm ăn vay ý, tâm trạng nó cứ nặng chỉnh trịch ra. Nếu ông ấy không bán trộm đôi lợn của em vẫn thu xếp được. Thực sự bây giờ mẹ con em bí bách quá. Mà tính trước tính sau, cháu nó cũng sắp đến ngày nhập trường rồi. Em xin bác ạ. Tính tôi thương người lắm, ai khó khăn tôi cũng sẵn lòng giúp. Nhưng giúp là giúp cho những người biết làm biết ăn. Mà cũng phải biết điều nữa thì nó mới thoải mái. Đằng này cả năm tôi có được thím nhớ đến lúc nào đâu. Thực ra nhà em cũng khó khăn quá, nên em cũng chưa toàn vẹn được mọi bề ạ. Em hứa với bác, sau này khấm khá lên nhất định em không quên ơn bác đâu ạ. Con Linh này này, sinh gái như thế này, lấy đâu chả được tấm chồng đàng hoàng. Mà còn học hành làm gì cho nó tốn tiền hả con? Phải biết thương bố, thương mẹ chứ. Cháu nó không muốn đi học đâu bác ạ. Nhưng em cứ ép, bắt cháu nó phải đi học đấy. Có học có hơn bác ạ. Chứ cứ như em, cả đời chả biết làm ăn gì. Úi giời, thím chỉ được cái sĩ. Tốt hơn cái gì? Hối đứa học hành đấy, có việc làm đâu. Xin việc bây giờ à, phải có một núi tiền thế này này. Thím liệu có đi vay được không? Mà nói thật nhá, tôi chỉ cho thím vay được một nửa số tiền mà thím cần thôi. Tiền trong nhà ấy đang quay vòng hết cả rồi. Tôi không có tí tiền đọng nào đâu. Vâng, có bao nhiêu quý bấy nhiêu bác ạ. Bác giúp cháu là quý hóa lắm rồi ạ. Đây, đúng 4 triệu đây. Chả chịu làm ăn gì, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng kêu thiếu tiền, thiếu tiền. Cứ thiếu tiền là vác mặt đến đây vay. Đây. Thôi đi về đi mẹ, không phải mượn gì nữa. Ấy, còn nói gì thế? Ồ, không vay à? Không vay càng tốt. Nếu vay được chỗ khác thì đi mà vay đi. Cứ tưởng nhà này thích cho vay lắm đấy à?
Số tiền bác cho mẹ cháu mượn cũng là tiền công gặt lúa bác trả cho mẹ cháu thôi. Ở ngoài người ta trả 100 đến 200 một ngày, đây mẹ cháu có nhận được xu nào của bác đâu. Láo quá, con có im đi không? Cháu con lớn mà không có khôn ạ. Em xin lỗi bác ạ. Thôi thôi thôi, lỗi cái gì, tôi chả dám nhận đâu. Gớm, thì ra cái con này nó tính toán thế cơ mà. Thiếu thốn cái gì thì cũng đến nhà kêu bác ơi, bác ơi. Thế mà có mỗi cái việc nhỏ ấy thì kể công. Thôi từ nay trở đi, không cần chị em gì nữa. Từ nay ta cũng không nhờ mẹ mày nữa. Dạ, nhà em đâu dám nghĩ thế hả? Linh, con xin lỗi bác mau. Linh, mẹ không dạy được con nữa phải không? Hả? À, mẹ! Con em nói không biết suy nghĩ, cũng là em không biết cách dạy con. Em xin bác ạ. Cháu nó trẻ người non dạ, thôi thì máu chảy ruột mềm, xin bác đừng chấp cháu ạ. Phương, Phương, Phương. Sao tự dưng qua đây thế? Có việc gấp. Tôi hỏi việc này hơi tế nhị một chút. Ông có tiền tiết kiệm hay khoản gì riêng riêng không? Nhiều thì không, nhưng mà lặt vặt thì có. Thỉnh thoảng chở hàng cho bà già cũng thu một ít. Thế thì tốt rồi. Được chút nào hay chút đấy. Bây giờ tôi qua hỏi Quế, còn Hoài chắc không có đâu. Tôi đi đã nhá. Ê, này này này, cần tiền thì làm gì? Có biến à? Lão Cẩm, lão ý bán mất hai con lợn rồi. Mà hai con lợn này là tiền của mẹ Linh, dành cho Linh để đóng tiền học. Lão chết tiệt, một ngày không gây chuyện không xong à? Bây giờ tôi đang lo, nhỡ đâu nhà Linh mà không xoay sở được tiền, Linh ở nhà luôn thì sao? Để tôi gọi cho Quế, bọn mình góp lại được đồng nào hay đồng đó. Không được nhiều, nhưng mà Linh sẽ có tinh thần hơn. Thôi, có gì gọi cho tôi nhé. Tôi đi đã. Linh ơi! Sao hôm nay lại đông đủ thế này? Đồ đạc xong chưa? Tôi liên hệ với nhà xe rồi đấy, mai đến tận cửa đón luôn. Bây giờ vào lấy đồ đạc mang sang nhà tôi, mai chỉ việc bác người đến. Cứ tính thế đi, tôi cũng chỉ có mỗi hai túi đồ thôi mà. Linh, thế cậu đã có đủ tiền chưa? Mẹ mình vẫn đang xoay thêm, cũng chưa biết thế nào cả. Thôi, cùng lắm thì lên Hà Nội rồi tính tiếp. Linh, đây chỉ là một ít của mấy đứa mình thôi. Không nhiều đâu, cậu cầm lấy đi. Cậu đừng nghĩ gợi gì cả, bọn mình chỉ là giúp đỡ cậu thôi mà. Cảm ơn cả nhà nhé.
đang trong lúc khó khăn, tớ không khách sáo đâu.